Tập tục sinh con tại nhà và tự dùng dao tự cắt rốn vẫn tồn tại trong đồng bào các dân tộc ở vùng cao của nước ta. Nhiều câu chuyện đau lòng đã xảy ra từ những hủ tục này. Mới đây, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết đã tiếp nhận một ca bệnh uốn ván rất nặng khi một bé gái 7 ngày tuổi trong đời tại nhà. Gia đình đã dùng dao để thái đồ ăn và cắt rốn khiến cho em bé co giật toàn thân và nguy kịch. Bệnh Nhi là con thứ tư trong người dân tộc Hơ Mông, chú tại xã Mường Lý, huyện Mường Lát. Ba đứa con trước của gia đình cũng đều được sinh tại nhà. Gia đình cho biết trong quá trình sinh con, người nhà dùng dao thái đồ ăn để cắt rốn cho cháu bé. 7 ngày sau, bé bắt đầu co giật toàn thân, suy hô hấp, tình trạng nguy kịch. Gia đình đưa bé đến bệnh viện. Bệnh nhân co cứng toàn thân, miệng cắn chặt, cứng hàm, cơn giật liên tiếp và tăng lên khi có tiếng động mạnh, kích thích hoặc đụng vào người bệnh. Các bác sĩ xác định em bé bị uốn ván rốn. Ngay sau đó bé được cách ly điều trị riêng với phòng kín, tránh ánh sáng tiếng động tối đa, an thần sâu, thở máy và nuôi dưỡng tĩnh mạch. Sau 24 ngày trẻ đã hết giật và cai được máy thở, hiện đã bú mẹ được. Các bác sĩ cho biết uốn ván rốn ở trẻ sơ sinh có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng và có thể dẫn đến tử vong. Thời kỳ ủ bệnh kéo dài trung bình từ 3 đến 7 ngày. Thời kỳ ủ bệnh càng ngắn thì căn bệnh này lại càng nặng vâng và trong thời gian này thì đứa trẻ không có dấu hiệu gì đặc biệt vẫn ăn ngủ bình thường và đôi khi là trẻ còn quấy khóc nữa Ở thời kỳ khởi phát ngắn chỉ vài giờ hoặc kéo dài tới một ngày triệu chứng đặc hiệu là cứng hàm trẻ bỏ bú hoặc là bú rất khó khăn đến thời kỳ toàn phát triệu chứng thường là những cơn co giật và co cứng cơ do tự nhiên hoặc là do các kích thích từ bên ngoài như là tiếng động ánh sáng nhiệt độ hoặc các thăm khám động chạm vào trẻ kéo dài vài phút hoặc hàng giờ nếu cơn giật nhẹ trẻ có thể vẫn hồng hào tuy nhiên nếu như co giật kéo dài liên tục có thể dẫn tới co thắt phế quản gây ngừng thở ngừng tim thậm chí là trẻ có thể chết trong cơn giật